Một nghị định mới của chính phủ Việt Nam cho phép người Việt ở hải ngoại, vợ hay chồng người nước ngoài và con cái của họ sang thăm Việt Nam mà không cần phải xin thị thực nhập cảnh. Báo Thanh Niên hôm nay nói thêm rằng quy định duy nhất là họ phải có sổ thông hành, còn hiệu lực trong ít nhất là thêm một năm nữa, và trình giấy tờ cá nhân cho các cơ quan cấp visa. Họ sẽ được cấp giấy miễn thị thực có hiệu lực tối đa là 5 năm. Người nước ngoài hiện ở Việt Nam có thể xin cấp giấy miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam sang thăm thân nhân hoặc giải quyết việc riêng. Giấy miễn thị thực sẽ được đóng vào sổ thông hành. Biện pháp này là nhằm đẩy mạnh con số du khách tới thăm Việt Nam đã giảm mạnh trong năm qua. Số du khách tới thăm Việt Nam trong tháng 9 chỉ lên tới 626.000 người, giảm 5,8% so với tháng trước đó, theo các số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Mặc dù con số này tượng trưng cho mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng số du khách tới Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã giảm 5,9%. Theo báo Thanh Niên, một số người quy cho tình trạng kinh tế toàn cầu khó khăn hơn. Tuy nhiên, giới truyền thông lưu ý rằng các nước láng giềng của Việt Nam ghi nhận số du khách tăng đáng kể trong cùng thời gian này.